Sáng sớm ra nhìn cảnh Hà Nội từ khách sạn Daewoo. Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng. Tâm luôn nghĩ là vào thời điểm này thì rất là đông người, nhưng mà không có đông lắm. Đường về chạy mới đã nè. Bây giờ mình chuẩn bị một ngày mới để chạy qua bên Malaysia và tham gia diễu hành xung quanh Hà Nội nha. Ngon luôn. Rồi 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 rồi. Thẳng lên luôn, thẳng lên luôn, thẳng lên luôn. Rồi, ngon lành rồi. Ok. Toàn cảnh trước mặt Malaysia hôm nay. Đây có rất là nhiều anh em ra để ngắm xe và đi theo đoàn. Sân khấu để chuẩn bị cho tối nay nè. Đây là Malaysia, Hà Nội. Đây là một quán trà đá. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Vào đâu? Ra chụp hình trước khi xuất phát nè. Đoàn chính thức diễu hành quanh Hà Nội đây. Wow, trên kia có một em trai đứng trên cầu, có cái view quá đẹp luôn. Clarence Sena được một cái là thoáng, nhiều kính, mình có thể quan sát từ bên trên bên dưới. Bên trên kính đây nè. Bữa nay đông vui còn hơn hôm qua gấp 5 lần. Quá đông quá vui. Đây mình được quan sát cận kẽ nhiều thứ hơn. Cửa kính có thể mình quay được nhiều thứ hơn nữa. Trước chiếc Regera là Aventador S. Xong rồi tới Regera, xong tới Senna, sau lưng Senna sẽ là chiếc Liberty Walk Ferrari, sau đó là chiếc Aston Martin Vantage, sau đó nữa là Long không biết. Tại vì trong cái đội hình thì có lúc thay đổi vì đường kẹt rồi đèn đỏ. Ngồi sau Koenigsegg ngắm được cái đuôi nó chạy lên chạy luôn chạy xuống nhìn đã lắm, nhịp. Đồng thời cũng là một cái trách nhiệm rất là lớn khi mà chạy sau lưng Koenigsegg, tại vì mình không có muốn xảy ra bất cứ một cái thứ gì đến với nó. Vì thay nhớt không cũng phải đưa chuyên gia từ Thụy Điển về,
Cái đó là sẽ xảy ra trong vòng tuần tới, khi phải đưa chuyên gia từ bên Thụy Điển về để bảo trì cho em nó. Xe đông người quá trời. Hôm nay thì mình mới thấy có tổ chức một cái chương trình rốt sâu, cũng như một cũng như là cái chương trình event buổi tối ngày hôm nay. Thì chương trình buổi sáng ngày nay anh em chúng ta chạy rốt sâu xong thì vợ chồng mới thành mời anh em cơm trưa. Sau khi mà kết thúc chương trình, kết thúc đoàn ở tại trung tâm thành đoàn thì mời tất cả anh em đi ăn cơm trưa. Sau đó thì về khách sạn nghỉ ngơi và trang điểm chiều ra dự sự kiện, ngắm những người chân trai và ăn buffet uống rượu vang và nghe những ca khúc và lãng mạn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả anh em đã tham dự, đã và đang tham dự với chương trình rất sâu của vợ chồng Mai Khánh. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay, trong cái chương trình buổi tối hôm nay thì anh em về nghỉ ngơi, sáng ngày mai vợ chồng Mai. Anh em đi về phía trái để mình rẽ trái, quay đầu lại. Anh em chúng ta sẽ tham dự một cái chương trình đi Quảng Ninh, chạy Hà Nội Quảng Ninh về Hải Dương, sau đó thì sẽ về lại Hà Nội để chuyển xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Ồ, nhìn đường trống đã quá. Em rẽ phải luôn nha, vào đường trống hơn, đẹp hơn lắm nha. Đẹp nè. Ui trời ơi, đường dây mới đã chứ. Này mà không có diễu hành mà được đạp tháng này cũng sướng lắm nè. Mai đạp thoải mái hơn. Thì mai mình sẽ đi chuyến Hà Nội Quảng Ninh. Hey, cuối cùng đã tới vào đoàn chưa anh em ơi? Let's go. Đây hoa phượng nguyên một hàng cây quá đẹp luôn. Ui cá. Nếu mà sân Mỹ Đình cho đám siêu xe chạy vô chắc là vui lắm. Đẹp quá trời đẹp. Đội hình quá ngầu luôn.
Lần này diễu hành thì có mười mấy chiếc, nhưng mà phải nói là đoàn xe chất lượng. Này là chất lượng hơn là số lượng nè. Với lại nếu mà diễu hành ở ngoài thủ đô thì đi về chất lượng thì tốt hơn là số lượng. Tại vì số lượng thì sẽ kẹt xe, với lại sẽ liên quan đến nhiều cái trật tự giao thông. Đi như vậy thì vừa vặn luôn. Mình vẫn thích những cái view trên cầu nhìn xuống nha. Có trên đó có sniper bắn tỉa. Ok, ngồi qua đi làm xong. Quá đẹp. Chỉ dưới này mát mẻ hơn nhiều. Giờ đoàn sẽ di chuyển tới sân Mỹ Đình. Còn khoảng 3 km nữa. Rồi dừng lại khoảng 5 phút để cho anh em chụp hình, chụp ảnh. Rồi tiến tiếp tục. Wow, đẹp chưa? Giờ mới ra phố giải ngố nè. Hút hút. Hey Long ơi, Long ơi. Anh nghe Khánh ơi. Em đi con mắt em bên nay em nhìn được cắm con phô xích nghe nói người ta bổ nhập lắm em sự nhìn nó chạy một đường bao giờ nhìn cái đuôi nó nhịp lên nhịp xuống sướng lắm lắc ra mình đội. Nhìn ở ngoài giống như là chiếc xe này là từ hành tinh khác xuống chứ không phải xe ở trái đất này. Bởi vì nỗi đau không ai có đó. Trồng hàng cây gì nó đẹp quá ha. Thẳng thẳng là nhìn đẹp quá nè. Đoàn mình hết cầu đi về bên phải. Sau khi ngồi xe Senna thì Khánh muốn xem xe này. Cho nên là hai anh em đổi xe để biết và nhìn cái xe bên mình bên ngoài nha. Này là bên trong của Kunisek. Bây giờ hiện tại thì đoàn đang tới sân Mỹ Đình. Lên đi Bình ơi. Đi
hai siêu xe. Không được em này cũng rớt cái gì. Đây có mấy con siêu xe để mình lên mình kiếm một con để mình ngồi vô cho nó mát. Chứ giờ mình đi chịu hết nổi rồi. Inside a Koenigsegg Regera. Quá đã. Nói tiếng Mỹ tiếng Việt nghe nó cũng sướng á. Ngồi Koenigsegg thì mình cho dù nói tiếng dân tộc cũng nghe cũng hay nữa. Trình vòng quanh Hà Nội thì giờ đoàn đã quanh lại số 6 Nguyễn Khánh Toàn, nơi mà Mai Lisa sẽ có một buổi tiệc tối nay. Đó, một dàn siêu xe. Hẹn gặp tối nay. Tối nay đi tiếp, chơi tiếp. Trời ơi, cha mày chứ trời ơi. Uru của tướng ngồi lái xe rồi. Trời ơi. Sau khi diễu hành rồi, ăn trưa rồi, bây giờ mấy anh em đi về khách sạn nghỉ ngơi để tối nay chuẩn bị cho một bữa gala, tiệc ca nhạc ngay tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn. Này là mình chở hai cô đẹp nhất. Giờ hai anh chàng sau lưng nè. Anh chàng đẹp trai. Hot boy mà không có xăm chỗ. I shot him with a 50 caliber, how you not dead?